Xin chào các bạn, nếu mà bạn là một tài xế đường dài hoặc là bạn là nhân viên văn phòng thường xuyên mà mình ngồi một chỗ thì chắc chắn sẽ bị đau mỏi vai gáy. Và thậm chí là người già mà vào mùa mưa như thế này thì cũng dễ bị đau nhức nữa. Và để giải quyết cái vấn đề là đau nhức vai gáy đó thì ngày hôm nay có một cái cách. Đó chính là một cái chiếc máy massage cổ đến từ nhà Zibac với tên gọi là G20. Thì chiếc máy này sẽ thiết kế và với những công nghệ hiện đại giúp cho cái việc lưu thông máu huyết cũng như là bấm huyệt nè, rồi xoa bóp nè và thậm chí là châm cứu để giúp cho chúng ta đỡ mỏi vai gáy và có cái sức khỏe tốt hơn. Thì bây giờ mình sẽ khui ra và giới thiệu chi tiết với các bạn. Và đây các bạn, đây là cái Zibac G20. Đầu tiên là mình thấy một cái thiết kế cực kỳ thích bởi vì nó khá là nhỏ gọn và cái thiết kế hình chữ L nên là nó ôm khá sát vào cái phần cổ của mình. Ôm cực kỳ sát luôn các bạn. Và nó có thể dễ dàng mà bung ra hoặc là khép vào nên là nó phù hợp với mọi cái kích thước cổ, bạn là người mập hay người gầy đều sử dụng được. Và cực kỳ nhẹ luôn. Ở đây thì nó sẽ có thiết kế ba cái đầu xung điện cực nổi 360 độ để mà nó tác động sâu hơn vào cơ bên trong. Đấy. Cái thiết kế này thì nó nổi bật hơn so với những cái thiết kế trước đây. Nó sẽ tác động đều hơn ở hai phần hai bên và phần giữa. Còn cái trước đây thì nó chỉ có hai cái phần bề mặt này thôi thì nó sẽ không có tác động rộng và sâu giống như cái này được. Và ở đây thì nó sẽ bằng một cái lớp cao su, nó khá là mềm và bền. Còn bên ngoài là nhựa ABS. Ở đây là cái đầu vào của nguồn điện để mà mình sạc. Thì sẵn đây mình nói luôn thì cái pin của cái này là 1500 mAh. Thì mình sử dụng mỗi ngày 10 phút thì mình sẽ sử dụng liên tục được trong vòng 30 ngày. Và sau khi mà hết điện rồi mình chỉ cần sạc bằng một cái cáp Type-C như thế này. Mình sạc trên sạc dự phòng được, laptop được. Thì khoảng từ 2 đến 3 giờ là nó sẽ đầy. Rất là dễ dàng các bạn. Ở ngoài đây thì nó sẽ có cho chúng ta những cái nút điều chỉnh. Đầu tiên là nút nguồn nè. Rồi điều chỉnh chế độ nè. Ở đây thì mình có thể điều chỉnh được 4 cái chế độ. Đầu tiên là lưu thông, rồi nhào trộn, xoa bóp và châm cứu, tất cả nó bằng cái xung điện EMS. Thì đây là một cái xung điện giúp cho cái việc mà nó sẽ giãn cơ, máu huyết lưu thông tốt hơn, tránh cái trường hợp là gây nhức mỏi, cực kỳ là an toàn. Và bên cạnh đó thì cái chiếc máy này nó còn với 15 cái level khác nhau, từ nhẹ cho đến mạnh hơn, tùy vào da của các bạn, da mỏng hay da dày. Bạn là một cái người thích cảm giác mạnh hay là nhẹ thì chúng ta đều sử dụng được hết. Và để điều chỉnh cái thiết bị này á, thì mình có thể điều chỉnh bằng 3 cách. Đầu tiên là điều chỉnh trực tiếp trên cái phần thân của thiết bị. Rồi thứ hai đó là mình điều chỉnh trên cái remote. Và thứ ba là mình có thể kết nối trên app để mà mình điều chỉnh được nữa. Ở đây thì mình sẽ trải nghiệm thử cho các bạn xem. Và một cái điều mà mình thấy hơi bất tiện một xíu đó là cái phần mà cái thiết kế để mà mình điều chỉnh là làm mình tay trái các bạn. Và ngoài những cái kỹ thuật massage và những cái level khác nhau thì nó còn có tích hợp thêm một tính năng, đó là sưởi ấm ở những cái chế độ massage. Như vậy là khi mà mình đeo vào cái cổ của mình nó ấm dần lên và một cái nhiệt độ không đổi, cực kỳ an toàn, nhưng mà giúp cho mình có cảm giác khỏe hơn, dễ chịu hơn rất là nhiều. Ở đây thì mình sẽ mất tiền cái chỗ là mình không thuận tay trái nên là mình sẽ điều khiển trên cái phần remote. Ở đây thì mình có thể điều chỉnh được những chế độ nè. Đây. Rồi mình có thể tăng cái level lên nè. Và mình đang xài cái châm cứu. Và khi mà cái châm cứu mà mình sử dụng cái level mạnh quá thì nó sẽ có cảm giác đau các bạn. Nó chít như những cái kim vào vậy đó. Nhưng mà cái này thì nó đang massage mình bằng xung điện nên là rất là an toàn. Đấy, mình dễ dàng điều chỉnh trên này luôn các bạn. Ok, các bạn thấy rất là dễ dàng điều chỉnh. Và bên cạnh đó thì mình có thể điều chỉnh được trên app nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem về cái giao diện trên app của nó như thế nào. Và đây các bạn, đây là cái giao diện khi mà mình vào trong này các bạn. Thì ở đây mình có thể tắt mở được nè. Rồi, cái dòng kế tiếp là mình sẽ điều chỉnh những chế độ. Đầu tiên là chế độ lưu thông hoặc là chế độ nhào lộn, chế độ xoa bóp và chế độ của châm cứu. Rồi, tiếp tục nữa sẽ là cái level. Ở đây thì mình có thể điều chỉnh được từ 0 đến 15. Và khi cái 15 á các bạn, nó sẽ có cảm giác là nó hơi bị đau bởi vì nó hơi khá là mạnh. Ở cái chế độ châm cứu thì giống như là những cái kim mà đâm vào vậy đó. Rồi, ở dưới này thì mình có thể điều chỉnh được cái thời gian hoạt động của nó từ 0 đến 15 phút. Thì tự nó tắt. Và một cái điều mà mình cực kỳ thích ở cái thiết bị này nữa, đó chính là nếu mà bạn không sử dụng trong vòng 6 giây thì tự động thiết bị sẽ ngắt và tắt
nên là nó tiết kiệm được một cái nguồn điện năng khá là tốt. Rồi về cơ bản thì trên app nó cũng giống như cái việc mà mình điều chỉnh trên remote và trên cái phần thân của thiết bị thôi, nó không khác gì, nhưng mà mình dễ dàng theo dõi được những cái thông số. Và quả thật mình thấy một chiếc máy massage cổ như thế này với mức giá chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng thôi thì nó cực kỳ cần thiết cho những cái bạn nào làm văn phòng, là chạy xe ráp hoặc là tài xế, và thậm chí là những cái người già mà dễ nhức mỏi vào mùa mưa. Thì đây là một thiết bị mà cũng là một cái phần quà ý nghĩa dành tặng cho người thân của mình. Và nếu mà bạn quan tâm thì hãy đến ngay với cửa hàng Chí Tài Mobile nha. Giờ đây thì đừng quên nhấn like và subscribe ủng hộ kênh chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.